Mục vụ Tin và Sống xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng nghe bài đọc Đức Tin với tựa đề Nơi xứng đáng xây đền thờ. Khi David băng hà, Salomon lên nối ngôi và được giao trọng trách xây dựng đền thờ. Vật liệu có sẵn, mọi sự để sẵn sàng. Nhưng tục truyền rằng Salomon vẫn còn một điều chưa thỏa lòng, là vua chưa chọn được một địa điểm xứng đáng để dựng đền thờ cho Jehovah Đức Chúa Trời. Một đêm kia, Salomon suy nghĩ về vấn đề này, ngủ không được, bèn mặc quần áo như thường dân, không đem theo quân hầu, đi di hành trong thành phố Jerusalem. Sau đó ra ngoại thành, đến chỗ núi Moria, gọi là núi, nhưng thực ra không cao gì lắm, phần lớn núi là đất. Sườn núi hầu hết trồng lúa, và lúc này nhằm mùa gặt. Lúa đã gặt xong, còn chất ở ngoài ruộng, chờ ngày đem về nhà. Salomon ngồi dựa lưng vào một cây olive, nhắm mắt, lẩm nhẩm ôm lại những địa điểm xinh đẹp trong xứ. Đồi này, núi kia, thung lũng nọ, so sánh coi nơi nào đẹp hơn nơi nào, thấy chưa nơi nào vừa ý. Salomon chợt nghe tiếng chân bước, mở mắt ra thấy một người đi ngang chỗ mình ngồi. Vì trời tối, người này không thấy Salomon, tay y ôm một bó lúa. Salomon thầm nghĩ, à, thằng này đi ăn trộm và toan ra bắt. Nhưng nghĩ lại, để chờ coi cho hết tên trộm làm những gì. Tên trộm này nhanh nhẹn lắm, đem bó lúa từ ruộng này qua đặt nơi ruộng lúa kế bên, tất cả là 50 bó. Xong rồi nhìn quanh quất, thấy không có ai, xoa tay và đi khỏi. Salomon thầm nghĩ, sáng mai chủ ruộng này hẳn là ngạc nhiên, không hiểu vì sao mất đi 50 bó lúa. Salomon còn đang suy nghĩ ngày mai sẽ phạt tên trộm này cách nào, thì lại nghe tiếng chân bước. Người mới tới đi một vòng quanh hai thửa ruộng, ngó quanh thấy không có ai, liền mang một bó lúa từ ruộng này qua ruộng kia. Y làm đúng như tên trộm trước đây, tuy không nhanh nhẹn bằng, và y làm ngược lại, tức là y lấy lại 50 bó. Sau đó y lại còn lấy thêm 50 bó nữa, tổng số là 100 bó. Xong rồi y cũng rút êm. Salomon nghĩ thầm, hai tên ăn trộm này có ruộng ở bên nhau và đều mưu toan ăn trộm của nhau. Thoạt đầu tưởng là có một anh ăn trộm, dè đâu kẻ trộm lại bị người ta ăn trộm lại. Sáng hôm sau, Salomon cho đòi hai chủ ruộng tới thẩm vấn riêng từng người, bắt đầu từ người trẻ tuổi hơn. Tại sao ngươi dám trộm lúa của ruộng bên cạnh? Người trẻ tuổi nghe hỏi, nhìn vua Salomon cách sững sờ rồi đỏ mặt đáp: tâu bệ hạ, thực tình tôi không có trộm của ai khác, mà là trộm của tôi. Bó lúa tôi lấy đi là lúa của ruộng tôi. Tôi đem đặt nơi ruộng của anh tôi. Tôi không muốn ai biết chuyện. Nhưng vua đã thấy thì tôi nói thiệt. Cha tôi chết đi, chia ruộng thành hai mảnh đều nhau cho tôi và anh tôi. Tôi thì còn độc thân, mà anh tôi thì có vợ và ba con, hẳn là cần lúa nhiều hơn tôi. Tôi đem cho thì anh tôi không chịu nhận, thành ra tôi phải cho lén. Tôi chỉ có một mình, ăn ít đủ rồi. Salomon lại hỏi riêng người lớn tuổi. Người này đáp: tâu bệ hạ,
có Đức Chúa Trời biết là tôi không ăn trộm của ai, và sự thật là trái lại. Cha tôi chết đi, chia đều ruộng cho tôi và em tôi. Khi em tôi trồng lúa, nó phải tốn tiền nhiều lắm, vì nó còn độc thân, phải mướn người làm cỏ, phải mướn thợ gặt. Còn tôi đã có vợ con tiếp tay, nên chẳng tốn gì. Tôi muốn giúp, mà nó không chịu, thành ra phải giúp lén. Tội nghiệp, nó không đủ. Salomon kêu người trẻ tuổi tới, ôm hai người trong tay và cảm động nói rằng: ta đã gặp nhiều chuyện ly kỳ trong đời, nhưng chưa hề thấy ai lo lắng cho nhau như hai anh em này. Bấy lâu nay, hai người đã thầm kín lo lắng cho nhau, thật đáng khen. Ta xin lỗi vì đã nghi ngờ hai anh là ăn trộm, và bây giờ ta yêu cầu hai anh bán ruộng cho ta, để ta dùng làm nơi dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời. Vì hai thửa ruộng này chan chứa tình yêu thương, rất xứng đáng nhận đền thờ Đức Chúa Trời dựng lên trên, không nơi nào xứng đáng hơn. Câu gốc suy gẫm: anh chị em không biết rằng thân thể anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong anh chị em, Đấng Đức Chúa Trời ban cho anh chị em, và anh chị em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh chị em đã được mua bằng giá rất cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất, đoạn 6, câu 19 đến câu 20. Amen.